Thưa quý vị, thưa các bạn, gần gũi và thân quen, hàng Việt đã từng bước tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng bằng chất lượng hàng hóa, mẫu mã đa dạng và giá cả cạnh tranh. Nhận thức của người tiêu dùng đã thay đổi, không chỉ còn người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mà hàng Việt đã trở thành lựa chọn của người tiêu dùng Việt. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng xây dựng và có sự đầu tư thích đáng cho công nghệ, sản phẩm và thương hiệu. Theo khảo sát của Câu lạc bộ Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, dù chịu sức ép cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập ngoại, nhưng hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. Điều này khẳng định vị thế và chỗ đứng vững chắc của hàng Việt ngay trên sân nhà. Giờ đây, thay vì lựa chọn hàng ngoại nhập, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn các sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Hàng Việt Nam thì mẫu mã giờ nó cũng đã đa dạng tốt rồi, nên là khách tới mua thì mình cũng giới thiệu những cái sản phẩm mà hàng Việt Nam chất lượng cao để cho khách người ta dùng rồi, người ta đã dùng rồi thì người ta sẽ quay lại, người ta sẽ mua những cái sản phẩm tiếp theo, những cái sản phẩm của Việt Nam nó giống như vậy đó. Thì tại vì cái chế độ bảo hành này kia của hàng Việt bây giờ nó cũng đã tốt, nên là khách người ta mua rồi thì người ta cũng vẫn quay lại, người ta mua những cái sản phẩm như vậy hoặc là tương tự như vậy. Tôi cũng lúc nào cũng nói với gia đình tôi là nên chọn hàng Việt. Và hàng Việt thì chất lượng cao và phù hợp với gia đình tôi. Thứ nhất là về giá thành hợp lý. Thứ hai thì tiện lợi, dễ sử dụng. Chính sách bảo hành ấy thì rất là tốt. Mình có thắc mắc trục trặc gì thì mình liên hệ người ta sẽ giải đáp thắc mắc, tư vấn hết. Bên cạnh chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và giá cả phù hợp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt đã khai thác yếu tố văn hóa vùng miền, nhu cầu thực tế của người tiêu dùng để tiếp cận thị trường trong nước. Đơn cử như đối với ngành nhựa, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới trong sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành. Giờ đây trên thị trường các sản phẩm nhựa rất đa dạng, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Trong lĩnh vực tiêu dùng, sản phẩm từ nhựa được sử dụng làm bao bì đóng gói trong nội thất gia đình, văn phòng. Hoạt động 40 năm mà phát triển, luôn luôn phát triển. Công ty luôn định hướng phát triển bền vững, lấy đổi mới, sáng tạo và khác biệt làm kim chỉ nam cho các mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chúng tôi chú trọng vào đầu tư và ứng dụng công nghệ trong việc sản xuất và trong việc phân phối, tạo ra những sản phẩm nội ngoại thất inox nhựa chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và có cái sự khác biệt, và luôn tiên phong trong việc là chúng tôi tạo ra mẫu mã và để đáp ứng nhu cầu càng cao của thị trường. Doanh nghiệp Quý Phúc chúng tôi coi trọng và khai thác các yếu tố phù hợp cho cái người dùng sử dụng về kiểu dáng, về màu sắc, về mẫu mã, các yếu tố mà chúng tôi đã nắm bắt ở bên ngoài thị trường để chúng tôi thực hiện để đáp ứng nhu cầu của cái người tiêu dùng. Theo thống kê của Hiệp hội Nhôm Thanh Định Hình Việt Nam, hiện trong nước có hơn 100 nhà máy sản xuất các sản phẩm nhôm với tổng năng lực sản xuất của ngành khoảng 1 triệu tấn trên một năm. Sản phẩm chính của ngành là nhôm định hình dùng trong xây dựng và công nghiệp, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng cho thị trường trong nước và đã dần thay thế hàng nhập khẩu. Hiện tại chúng tôi đã đầu tư 2 nhà máy tại Long An và Nam Định với vốn đầu tư 100% là vốn của trong nước. Chúng tôi khẳng định về thương hiệu và chất lượng của nhôm Việt. Chúng tôi với phương châm nâng tầm chất lượng nhôm Việt, không ngừng cập nhật công nghệ tiên tiến nhất và hiện đại nhất nhằm cho ra mắt những sản phẩm ưu việt nhất dành cho người Việt Nam. Và chúng tôi luôn luôn khao khát và cải tiến những sản phẩm dành cho người Việt Nam. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nhờ hiệu ứng và tính lan tỏa của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chất lượng hàng Việt đã cải thiện hơn rất nhiều và đa dạng về mẫu mã sản phẩm, giá thành hợp lý, được thiết kế để phù hợp với túi tiền của đông đảo người tiêu dùng. Để thúc đẩy hoạt động tiêu dùng hàng Việt, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong nước. Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, địa phương, trong đó Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa, gắn với thực hiện tốt các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, hình thành các chuỗi liên kết hàng thuần Việt.
tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước tại các kênh phân phối truyền thống và hiện đại.